Các bạn đang xem tin vắn crypto trưa mùng 8 tháng 7 tại Skyverse TV. Solana bị kiện vì vi phạm luật chứng khoán và thu lợi bất hợp pháp. Mới đây, hệ sinh thái Solana đã bị kiện lên tòa án liên bang California bởi một nhà đầu tư. Người đó tuyên bố rằng những ông lớn trong hệ sinh thái đã thu lợi bất hợp pháp từ Sol, đồng native coin của mạng lưới blockchain Solana. Cụ thể, Mark Zhang đã cáo buộc rằng người đồng sáng lập của Solana Labs, Anthony Jakovenko và đồng sáng lập Multicoin Capital Management, Kylie Samani cùng Falcon X đều đã vi phạm luật chứng khoán liên bang. Họ đã bán và quảng bá Solana dưới dạng chứng khoán mà không có bất cứ tuyên bố nào. Đối với vụ kiện, dự kiến trong thời gian tới sẽ còn tiếp diễn với những tình tiết thú vị chưa xuất hiện. Còn hiện tại, hệ sinh thái Solana vẫn đang hoạt động tốt và càng ngày càng mở rộng mạnh mẽ. Genesis tiết lộ việc từng đầu tư vào 3AC. Vào hôm thứ Tư vừa qua, công ty môi giới và cho vay tiền mã hóa Genesis Trading đã xác nhận rằng họ đã đầu tư vào 3 Arrow Capital. Điểm đáng chú ý chính là 3AC đã được thanh lý, số cổ phần mà các công ty có trong quỹ đầu cơ tiền mã hóa này hiện đã không còn tồn tại và công ty cũng đang trong quá trình sụp đổ. Giám đốc điều hành Genesis Trading Michael Moro cho biết công ty đã cố gắng giảm thiểu các khoản lỗ sau khi 3AC không thanh toán được khoản vay từ Genesis. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm về số tiền đã cho 3AC vay trước đó. Công ty mẹ của Genesis Trading là Digital Currency Group thông báo sẽ giúp bù lỗ, đảm nhận một số trách nhiệm mà 3AC nợ để đảm bảo Genesis có đủ vốn để tiếp tục hoạt động. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các sự lựa chọn khác để bù đắp các khoản lỗ sau sự sụp đổ của 3AC. Opera Crypto Browser tích hợp Coin98 để tăng cường khả năng truy cập Web3 ở Đông Nam Á. Để hỗ trợ điều hướng trên các ứng dụng phi tập trung, Opera Crypto Browser, một dự án Web3 đã công bố hợp tác với Coin98, một nền tảng tài chính phi tập trung có trụ sở tại Đông Nam Á, với mục đích tăng cường khả năng truy cập Web3 tại những quốc gia này. Sau khi tích hợp với Coin98, người dùng trình duyệt crypto của Opera có thể khai thác các dịch vụ của nền tảng bao gồm NFT, các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và hoán đổi tài sản, cũng như khả năng staking tiền mã hóa của mình. Các công ty đưa nền tảng cấp bản quyền âm nhạc và blockchain. Vào tháng 7, nhiều công ty đã cho ra mắt và có ý định xây dựng nền tảng cấp phép âm nhạc dựa trên blockchain nhằm mục đích thay đổi cách những bài hát được cấp bản quyền qua việc giảm chi phí, loại bỏ các bên trung gian và mang lại những lợi ích vốn có của blockchain cho nền âm nhạc. Dự án Web3 DQuency đã ra mắt nền tảng cấp phép âm nhạc của mình sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Nhóm đã tạo ra một cổng cấp phép phi tập trung cho chủ sở hữu bản quyền âm nhạc và nghệ sĩ, cho phép họ trực tiếp thực hiện các giao dịch cấp phép của mình. Viện chính sách yêu cầu chính phủ Philippines cấm Binance vì quảng cáo bất hợp pháp. Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách địa phương InfraWatch PH tại Philippines đã gửi một lá thư đến Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines thúc giục cơ quan chính phủ mở cuộc điều tra với sàn giao dịch tiền mã hóa Binance vì có các chương trình quảng cáo trái phép. Bức thư cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền mã hóa này đã quảng bá dù chưa được cấp phép. Terry Reardon, người của tổ chức InfraWatch PH nói rằng Binance đang coi thường các quy định của Philippines cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước mà không có giấy phép. Đáp lại lá thư, phía Binance cho rằng sàn giao dịch này vẫn tuân thủ quy định và nỗ lực làm việc với các cơ quan quản lý thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành để tăng cường bảo mật và tính bền vững trong ngành. Các bạn hãy theo dõi chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trên Skyverse TV để nắm thêm nhiều thông tin hot và nhận định chỉ số thị trường crypto mỗi ngày. Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền số hóa và công nghệ blockchain.